Chào mừng các Excel, tôi quay trở lại với video mới nhất của Pyrex Gaming. Có phải là bạn đã chơi xong 10 act và bây giờ bắt đầu đi maps, nhưng bạn lại không hiểu nhiều về maps, những mechanics của nó là như thế nào, làm sao để lấy những maps màu vàng, và rồi những maps màu đỏ, Watchstones là gì, làm sao để lấy nó, Conquerors và Seerus là gì? Thì trong video này mình sẽ giải thích hết những thứ đó cho các bạn biết nha. Nếu đây là lần đầu tiên của bạn đến với kênh của mình thì hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm cái nút subscribe ở phía bên dưới và bấm vào cái chuông kế bên để YouTube thông báo cho các bạn khi mà mình ra video mới. Nhân tiện hãy like cái video này luôn nhé, bởi vì nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cảm ơn các bạn, và rồi mình vào chủ đề chính thôi. Bản đồ Atlas này được chia ra thành 8 khu vực, và đây là 4 khu vực bên ngoài. Và đây là 4 khu vực ở bên trong. Và đây là những viên Watchstone, nó có màu đỏ, màu xanh da trời, màu vàng và màu xanh lá cây. Mỗi khu vực trên Atlas bạn có thể lấy đến 4 Watchstones, tổng cộng thì bạn có thể lấy đến 32 Watchstones. Watchstones là gì? Tại sao bạn phải còn đến nó khi đi maps? Khi Watchstone chưa được đặt vào khu vực thì những bản đồ màu trắng như thế này đang ở tier thấp nhất. Nhưng khi Watchstone được đặt vào thì những bản đồ trong khu vực này sẽ được nâng cấp lên. Mỗi khu vực thì bạn có thể đặt vào 4 Watchstone. Mỗi Watchstone được đặt vào thì nó sẽ gia tăng thêm tier của những map ở trong khu vực đó. Mình lấy ví dụ của Museum map này, không có Watchstone thì nó là tier 3, đặt vào 1 Watchstone nó là tier 6, 2 Watchstone nó là tier 10, 3 Watchstone nó là tier 12, và khi đặt hết 4 Watchstone nó là tier 14. Để lấy những Watchstones này thì mình đã bắt đầu bằng cách chạy hết các maps từ tier 1 cho đến tier 5 và hoàn thành các nhiệm vụ trong những maps đó. Nếu bạn không hiểu nhiệm vụ trong những maps này là gì thì hãy xem cái video mình đã làm trước đó nha, mình sẽ để link ở phía trên. Trong lúc bạn chạy maps từ tier 1 đến tier 5 thì bạn sẽ gặp được Janna sau khi giết những boss trong map đó, và Janna sẽ mở một portal để đưa bạn đến một nơi như thế này. Tại đây bạn bấm vào Watchstone Altar thì nó sẽ hiện lên một Citadel như thế này. Mỗi khu vực trên Atlas sẽ có một Citadel và tổng cộng là 8 Citadel. Khi bạn đi maps được tới khoảng tier 3, tier 4, những maps ở khu vực bên ngoài như thế này, thì bạn sẽ gặp được những con boss gọi là Conquerors. Bạn sẽ chưa đánh những con boss này liền đâu, nó sẽ xuất hiện và đuổi bạn đi thôi. Để gặp được con boss thì bạn còn phải đi thêm 2 maps ở khu vực này. Khi hoàn thành hết tất cả, thì cái thanh này nó sẽ trở thành màu vàng. Khi đó bạn hãy nói chuyện với Kirak, và Kirak sẽ chỉ ra nơi trốn của con boss. Và rồi bạn hãy nói chuyện với Janna để Janna mở ra bản đồ để đi tới đánh con boss đó. Khi bạn đã giết được boss của map đó, thì một portal sẽ mở ra. Khu vực thì những map trong khu vực đó sẽ được lên tier đúng không? Và để lấy được những tier map cao hơn này thì các bạn hãy chạy những map tier 5 trước đó. Nếu bạn chạy những map tier thấp như là tier 1, tier 2, tier 3 thì bạn sẽ không nhặt được những map ở khu vực bên trong này đâu nha. Cho nên hãy chạy những map từ tier 5 đổ lên. Cơ hội để bạn nhặt được những tier map cao hơn sẽ phụ thuộc vào con số này. Con số này được tăng lên khi bạn hoàn thành những nhiệm vụ khi đi maps.
một mẹo nhỏ để các bạn dễ tìm ra những maps này ở trong Stash, đó chính là bạn hãy lấy cái tên của cái khu vực đó, ở đây là Valdo's Nest. Và rồi các bạn hãy vào Stash và tìm Valdo, thì nó sẽ hiện lên những maps ở Valdo's Nest như thế này. Như các bạn thấy thì mình hiện đang có hai maps ở khu vực Valdo's Nest. Mình chỉ còn một map nữa thôi là có thể đánh Conqueror. Khi bạn đã có những maps ở khu vực phía bên trong, thì bạn hãy lặp lại quá trình chạy 3 maps và giết Conquerors để lấy 4 Watchstone tiếp theo. Khi bạn đã có 8 Watchstones rồi, thì bạn có thể lựa chọn là đặt vào mỗi khu vực một viên để bạn có thể lấy được một số lượng maps từ tier 6 đến tier 9. Lý do là vì bạn cần đến một số lượng maps để duy trì, nếu không bạn sẽ hết maps để mà đi. Khi bạn đã có đủ maps thì bạn có thể bắt đầu đi lấy những Watchstone tiếp theo bằng cách là đặt vào 2 Watchstone ở mỗi khu vực. Mình đề nghị là các bạn hãy nên đi những khu vực bên trong trước vì level của nó sẽ thấp hơn là những khu vực ở bên ngoài. Các bạn tiếp tục đặt vào Watchstone và đi cho đến khi lấy được 4 Watchstones cho mỗi khu vực. Ở giữa đây là Awakening Level. Awakening Level này sẽ được tăng lên mỗi khi bạn có 4 Watchstone lắp vào bất kỳ đâu ở trên Atlas. Và khi bạn được Awakening Level 4 thì Sirius sẽ xuất hiện. Và Sirius sẽ xuất hiện nữa ở mỗi Awakening Level tiếp theo, cho đến Awakening Level 8 là mạnh nhất. Và như vậy là các bạn đã biết cách đi maps để mà lấy Watchstones và gặp Sirius rồi ha. Còn việc giết được Sirius hay không là một vấn đề khác nha. Những hướng dẫn để mà giết Sirius ở trên YouTube thì đầy, cho nên mình sẽ không làm về chủ đề đó. Video này sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm cái nút subscribe ở phía bên dưới và bấm vào cái chuông kế bên để YouTube thông báo cho các bạn khi mà mình ra video mới. Nhân tiện hãy bấm vào cái nút like đó luôn nha, tại vì nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Hasta la vista, baby.